Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mang đến cho các bạn sản phẩm xúc xích Pony. Hiện tại đang được rất là nhiều streamer sử dụng sản phẩm xúc xích thần thánh chơi game auto top 1 nhá. Đây là vị xúc xích thịt heo nhá. Mới ra có một vị nữa, xúc xích mực một nắng. Hôm nay là mình sẽ ăn nó trải nghiệm chơi game xem là có auto top 1 như lời đồn hay không nhá. Thì đầu tiên là nói về cái bao bì sản phẩm ấy. Các bạn chưa thấy cái sản phẩm xúc xích nào có cái hộp mà phải nói là hộp giấy luôn á. Bình thường xúc xích mình thấy toàn làm bằng kiểu như là túi ni lông á. Được rồi, thì đây, phải nói là cái bao bì của nó sang trọng anh em ạ. Sản phẩm ăn liền cao cấp. Để mở cái hộp này đơn giản thôi. Đây các bạn thấy là phía trước hộp có nút put này. Ok anh em nhấn vào. Yes. Đó các bạn, đơn giản các bạn, chỉ việc bóc nó nhẹ nhàng thôi. Đây là xúc xích thịt heo nhá. Với một cây xúc xích thì ở đây là 88% thịt heo nguyên miếng các bạn ạ. Mình chưa thấy có một loại xúc xích nào nó ghi rõ tỷ lệ như xúc xích Pony này á. Yes. Đây là cây xúc xích của chúng ta. Các bạn thắc mắc tại sao ở đây có một cái miếng dán màu đỏ đúng không? Đơn giản nó để mở cái xúc xích này, bình thường như những cái loại xúc xích thông thường trên thị trường ấy, các bạn sẽ phải, một là anh em cắn, hai là các bạn sẽ phải lấy kéo cắt cái đầu nó ra. Với xúc xích Pony thì vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần là nhấn tay vào đây nhá, sau đấy anh em giật nhẹ cái này ra, ok chưa, cầm cái này bóc vỏ. Còn bây giờ thì các bạn hãy vào chơi game cùng với kẹo nhá. Vừa ăn xúc xích vừa chơi game nhá. Đó. Chơi game đói mệt đã có xúc xích Pony. Yes. Xem free fire với mình thôi. Xúc xích Pony là xúc xích nha, được làm từ 88% thịt nguyên chất. Nó là cái khối lượng mà nhiều nhất người ta có thể cho thịt vào để có thể làm ra được cây xúc xích ngon như thế này cho các bạn ăn đó. Thì ngoài ra thì cái phần trong còn lại là những cái phụ gia sản phẩm thôi, để có thể làm ra được cái cây xúc xích thôi. Thì thành phần của nó cũng sẽ được ghi rõ ràng ở trên cái bao bì của hộp á. Với xúc xích này thì các bạn làm gamer, các bạn làm streamer đó, thì kiểu như là vừa ăn mà vừa chơi game thì cảm giác là không còn gì bằng mọi người ạ. Rất là thơm, rất là ngon. Cũng như là nếu như các bạn làm gamer ấy, những bạn hay tập gym thì xúc xích này bổ sung cho anh em cái hàm lượng thịt, giúp cho các bạn kiểu săn chắc cơ bắp, nó cũng rất là có lợi cho anh em. Thật sự là xúc xích này có thể phù hợp với tất cả mọi người. Hiện tại đang được bán trên hệ thống siêu thị của Vinmart này, Co-op Mart này, cũng như là các bạn có thể mua hàng tại các cái cửa hàng tạp hóa thì hầu như cũng đều bán cái xúc xích Pony này cả. Ngoài ra thì mọi người có thể là mua hàng online trên cái fanpage xúc xích Pony hoặc là trên Shopee thì cũng có bán nha mọi người nhá. Đó, có cả bán lẻ luôn nhá. Thì một cái hộp như này ấy, nó chỉ có giá là 120.000 đồng ấy. Trong hộp có 12 cây xúc xích thì mỗi cây có giá nó chỉ 10.000, thì một cái giá nó rất là phải chăng. Thật sự là ngon. Lần đầu tiên mình ăn xúc xích Pony thì mình thấy là nó ngon hơn hẳn so với những cái loại mà xúc xích trên thị trường bây giờ á. Anh em mua hàng online thì các bạn có thể là click vào cái link mình để phần mô tả, mình có để link mua xúc xích Pony. Các bạn có thể mua hàng online và shipper sẽ giao đến tận cửa, anh em thưởng thức hương vị xúc xích Pony này cùng chơi game với kẹo nhá. Hello mọi người, và đây chúng ta đến với trận đấu ngày hôm nay ngay bây giờ. Không để cho anh em phải nóng lòng hơn nữa nhỉ. Mình đang sở hữu combo súng, chúng ta có Scar và shotgun M1887. Hai cái súng phải nói là bắn cũng khá là ổn đấy nhở. Ui thế nhiên, đúng không? Mày, thằng Scar thì với lượng đam ổn định 27 đam mỗi một viên đạn thì vô cùng là dễ với mình để hạ gục nhá. Rồi bây giờ mình đổi qua AP90 đi, bởi vì là cái kỹ năng bản shotgun M1887 của mình hơi kém, thế nên là mình hay chơi mấy cái dòng súng tiểu liên, ví dụ kiểu cây MP40 này, Thompson này. P90 thì mình cũng có skin nó chất lượng, thế nên là cũng sử dụng nó thay cho shotgun. Không biết tại sao nữa nhưng mà mình chơi bằng Android ấy, cảm giác bắn shotgun nó rất là chán, có thể kiểu mình chơi gà chẳng hạn. Rồi nha, thì còn là thanh niên vừa ở đây đâu nhỉ? Nãy tôi thấy thằng nào cũng kiểu to gan dám nổ súng ở đây cơ mà.
Thế bây giờ nó lại chạy đâu nhỉ? Từ 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 từ, tranh thủ nó sạc. Ui, ngon vãi. Quả giáp chống nổ luôn ạ, trời phê nhở. Quá là được luôn nhá. Đây ok thì với băng đạn đôi có thể giúp cho anh em thay đạn nhanh hơn và mình rất là thích điều này. Ví dụ kiểu đang giao tranh với địch hết đạn, tự nhiên anh em thay đạn một cách nhanh hơn, chỉ cần là nhanh hơn không phải mấy giây thì nó cũng đã tạo ra cái điểm chuẩn khác rồi. Mới thanh niên vỡ mẹ đầu luôn. Tôi cầm P90 bắn đi, thật sự là bắn nó không được hay như MP. Bởi vì là súng tủ của mình thì mình hay chơi MP40 với lại combo súng là XM8 nữa. Yo, rất là may thanh niên này thì mình đã có cây MP40. Và anh em biết không ạ, cái combo súng mình đang xài đấy nhá, Ska nhá, MP40 là combo súng mà phải nói là rất là dễ chơi cho những người chơi mới này. Ôi, chơi bốn người lên vả chết mẹ nó đi anh em ạ. À ha, từ từ. Tôi bây giờ cũng nghe được. Ui đông nhé, đông vãi ra ấy. Thôi, pha này đông quá anh em ơi. Pha này hơi căng nhá, căng này phải chiến từ từ không ạ, kiểu sanh mộ thì vãi trưởng đấy. Rồi à, đây à, con mẹ mày vỡ đậu. Cái bông keo che rồi. Cái đậu xanh nhá, có chừng nhá. Chẳng qua là có bông keo che không. Nó vỡ mẹ đầu lâu rồi anh em, khó chịu ghê nhỉ. Đấy đội nón cơ à, thể hiện à. Thể hiện đội nón à, con bò đội nón này mà chạy đi. Chạy nổi không? ngu người. Mình ném hai quả liệu chím hãng thế chạy vào đâu nhỉ? Chạy làm sao được? Rõ ràng rồi. Ok, vào đây, ui, có thêm bông keo này. Để vứt bớt đồ ra lượm bông keo. Bởi vì là bông keo thì chúng ta sẽ rất là cần thiết. Các bạn có thể là lượm càng nhiều bông keo càng tốt nhá. Yên tâm đi, càng nhiều bông keo càng tốt. Riêng kẹo, vấn đề này kẹo không nói sai với anh em đâu. Bởi vì là không có bông keo, nhiều khi các bạn sẽ có những cái pha thua ngu ngốc vãi trưởng. Mặc dù là trình độ bắn của các bạn nó không kém đến mức đấy. Bởi lẽ là với những pha kẻ địch nó bắn bất ngờ thì coi như là anh em xác con nhà bà định rồi. Các bạn không có vị trí để anh em ẩn nấp là coi như là toang mẹ luôn rồi. Ây, nhưng mà không ngờ đâu. Hiện tại trận đấu chúng ta chỉ còn lại có 10 người chơi thôi. Bo thì cũng đã thu lại khá nhỏ và ngay sau câu nói của tôi thì giờ còn lại 8 người. Các bạn cảm giác là bắn trận này gắt không ạ? Trời ơi, anh em kêu nhau nó phải nằm ở cái tốc độ ánh sáng ở trên có người nhá. Lên thôi Chiến ơi, ngại gì nhở. Rồi nhưng mà tôi chưa thấy nó đâu, chắc là ngay trên này. À đây, đang chạy à em. Úi dồi ôi, bình tĩnh nào. Mày chạy đi đâu, cái gì đây. Trời ơi, chưa kịp dựng ông keo luôn ạ. Ây, chia buồn nhá. Dạ. Ui, má, bắn từ hai phía luôn ạ. Tôi lại gỡ ông ấy, chơi đéo ấy, chơi thâm ấy. Vãi cả trường. Mẹ có ông chơi như này chết tôi rồi. Từ, đây, ok, hiện tại mình còn máu full này nhá. Sợ vai đài luôn anh em, tự nhiên qua đây gặp mấy thằng. Ăn liệu đi em ơi. Mẹ à, mày dám chơi bố mẹ à? Ơ à, không được rồi. Nó đang sau cái trụ đá thì phải. Còn mẹ mày ném liệu choáng xuống chơi thôi. Yes. Ơ à, tự nhiên lại vớ được quả giảm thanh này. Ngon ui, thơm nhờ. Nó lại hay quá. Yes, có bên này nhá. Ui thế từ đầu trận giờ tôi mới có 4 kill thôi, ít thôi nhở. Thôi. Thế này không ổn rồi. Hôm nay bảo cố gắng 10 kill top 1 mà như này là không đủ chỉ tiêu rồi. Tôi sẽ cố gắng kiếm sao nhiều mạng nhất thôi nha anh em nhá. Chứ 10 kill top 1 chắc chắn ở trận này nó không khả thi được rồi. Yes, và chẳng hiểu sao kiểu tầm này cổng trời vắng vãi. Công cứ thử nhảy cổng trời đầu trận xem có kinh không. Súng băng này cũng được. Đó, lượm thêm súng băng thì chúng ta cũng có thêm một công cụ giúp cho anh em có thể kiểu giữ mong keo. Nó cũng kiểu ngon mà. Mà bây giờ mình phải vào bo trước đã. Có thể ở mấy thanh niên vào bo hết rồi nên là ở ngoài này bây giờ kiểu khó kiếm người á. Đó lý do là như vậy nhá. Tôi đang kiểu cố gắng chạy vòng quanh bo thôi. Cơ bản là xem có thanh niên nào chạy vào bo không là solo chúng nó luôn. Đây thì này tranh thủ xem có gì không nhỉ. Lại súng băng à? Hôm nay M249 nó xuất hiện nhiều vãi. Lúc nay cái hòm đấy cũng M249, đây cũng M249. Nhưng mà hôm nay mình lại không có hứng chơi cây súng máy đó cơ. Đó chỉ cần là combo Ska với lại MP40 là ổn rồi. Ui mẹ ơi, bò thú sát đít luôn. Rồi nhá, đi nào. Bò nhỏ thế này anh em bảo không thấy người đi. Từ từ nhá, tôi xem nào. Đâu, chỗ đâu rồi?
Bao mấy ông ấy trốn như kiểu chơi trốn tìm ấy. Tôi thấy tôi kiếm các ông kiểu nhiều khi khó vãi thang. Chắc điều sau mà toàn gặp mấy cao thủ leo rank bằng cách núp này thì các bạn sẽ phải thốt lên một câu á đủ. Đấy. Mà chưa kể mấy thằng kiểu nó trốn vào góc lag, chúng nó leo rank nữa thì đúng là cười rất hàm luôn đó. Bên dưới này vắng ấy. Đùa. Đùa bố mày chắc. Âu. À đây 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 bông keo này. Nó đang sau tảng đá của người nhá. À chuẩn mẹo con chó này bắn bố mày ạ. À. Nó ngay sau tảng đá kia thôi. Anh em bình tĩnh. Tôi sẽ xử lý nó cho. Các bạn không phải lo. Bên trên này có người không nhỉ? Bên trên thì không có. Chỉ có bên dưới thôi. Mẹ thằng dở hơi. Mẹ mình tưởng là tảng đá đấy của mình ngon rồi. Nhanh 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 chuẩn bị chạy bo nhá. Ui chạy bo này. Rát chưa? À có bông keo kìa. Anh lại xem bông keo của chú luôn, ngại gì, nhưng mà bông keo đó nó cũng cứng phết anh em ạ. Đây đây đây. Đó. Xem thôi, ui dồi ôi. Biết chắc là chú kiểu gì cũng chạy lên mà. Tầm này còn đéo bông keo đâu mà dưỡng. Ê, hai đứa nhá. Ui thằng Nhiệt. À, được, mình dựng bông keo. Nhanh lắm em ơi, dựng bông keo, nhanh đấy à. Xem tương băng luôn này. Ui dồi, ui dồi. À nó lại dựng bông keo. Đậu xanh hai, được, được, được. Pha này công nhận xử lý hay đó, dựng một kèo nhanh phết đừng đùa nhá. Không sao, bây giờ mình tiến lên mình vả nó luôn nhở. Đâu, chạy à? Úi dồi, chạy này, à gốc cây á. Gốc cây này thì làm sao? Tôi sợ ông quá này, mày xác định với bố ơi rồi. Nó đang yêu máu mà. Úi dồi ôi, à, khỏe nhở. Thằng này chắc là dùng nhân vật gì mà kỹ năng bơm máu nhanh phết á. Đây, 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 ngay dưới, ngay dưới. Ngay dưới có một đứa. Cây thông à, ui trốn chỗ khác đi bạn ơi. Trời. Cây thông thế bạn trốn đến sao chạy bo. Ê, nhưng mà nó gần bo hơn mình. Ôi, thôi, thôi, thôi. Quả này hơi toang, quả này hơi toang, hơi toang. À nó chạy kìa. Vãi trưởng. Nhưng mà nói chung là tôi vẫn chưa nên xuống vội. Đó, lắp quả đóng súng bao chơi sướng nhờ anh em nhờ. Đó, bây giờ cơ bản là các bạn sẽ phải solo sát thương với địch đó nên là cứ lắp đóng súng bao vào chơi, tầm này ai chơi giảm thanh nữa. Ui kìa kìa kìa, nó kìa nó kìa. Toang mẹ ơi, từ từ từ. Anh ơi anh đừng đừng bắn vội nha, đừng bắn vội để đấy. Các bạn thấy chưa? À đúng à? Vãi cả nồi. Ui con mẹ. 50 máu. Thôi thôi thôi. Tí toang, tí toang, tí toang đó. Quần máu nhanh, quần máu nhanh. Không sát con nhà bà định luôn á. Ôi. Chú này anh sợ. Ui mẹ. Có bị bắn. À mình tưởng nó bắn nó đúc qua. Qua đây. Bố ơi sợ mà chắc. Con chó này áo cam à. Ui giời. Woo! Buya. Top 1 đơn giản đã gó xúc xích Pony. Wow. Cái xúc xích Pony có một cái vị kiểu các bạn ăn ấy, từng sớ thịt này vị nó rất là ngon. Rất thơm mọi người ạ. Number one xúc xích ngon nhất mình từng được ăn mọi người. Xúc xích Pony. Ôi thảo nào đây là một cái xúc xích hot mà nhiều streamer sử dụng. Lý do là như vậy. Ăn rất là đã luôn các bạn ơi. Đây. Vị mực một nắng nhá. Wow. Mình cảm thấy là vị mực một nắng nó còn ngon hơn cả xúc xích thịt heo nữa mọi người ạ. Có cái mùi mực ở trong này luôn á. Rất ấn tượng mọi người. Xúc xích ngon nếu mà dành một cái con số để đánh giá, một cái thang điểm đánh giá xúc xích Pony thì 10/10. Anh em hãy đặt xúc xích Pony ăn thử trải nghiệm cùng với kẹo nha. Thực sự là rất là ngon và rất là đáng để cho các bạn ăn nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.